Dự kiến trong khuôn khổ chương trình công tác dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng, dự và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, ứng phó đại dịch. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các cuộc gặp gỡ song phương với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế khác. Trong chương trình hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Thủ tướng sẽ có các cuộc gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ, lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ, Cố vấn An ninh Quốc gia, một số thành viên nội các chính phủ Hoa Kỳ. Cùng với đó, Thủ tướng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt, cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các tổ chức của Liên Hợp Quốc, thăm một số trường đại học, doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và tham dự các hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư Việt Nam-Hoa Kỳ, chứng kiến lễ ký thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố New York. Chuyến công tác này của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng, truyền tải thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến Hoa Kỳ và bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến trình quốc tế, đóng góp quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ theo đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 13 của Đảng.